Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát nào trải qua một ngày hoặc cho đến chỉ trải qua trong khoảng khải móng tay, tu hành bát nhã bà là mật đa, phát khởi bát nhã bà là mật đa, nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật, thì đại Bồ Tát này không lâu sẽ trụ địa vị bất thối truyền. Đại Bồ Tát này thường được các đức như lai ứng tránh đẳng giác cùng hộ niệm thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát thường được các đức như lai ứng tránh đẳng giác hộ niệm thì nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng còn rơi vào địa vị thanh văn độc giác vân vân đại bồ tát này quyết định chẳng còn đọa vào các nẻo ác quyết định không sanh trong các địa ngục vô gián, thường xanh nghèo lành không xa lìa chư Phật. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát nào tu hành bát nhã ba làm mật đa, phát khởi bát nhã bà làm mật đa và nhớ nghĩ tư duy về công đức của chư Phật trải qua khoảng khải móng tay thì còn được vô biên công đức lợi ích thủ thắng huống là trải qua một ngày hoặc hơn một ngày tu hành bát nhã ba la mật đa phát khởi bát nhã ba la mật đa và nhớ nghĩ tư duy về công đức của chư phật như đại bồ tát hương tượng thường hương tu hành bát nhã ba la mật đa phát khởi bát nhã ba la mật đa và nhớ nghĩ từ gì công đức của chư Phật thường không xa lìa thì đại bồ tát này này tu hành phạm hạnh ở chỗ như lai ứng tránh đẳng giác bất động hay quyển thứ 554.